Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bi kịch của những kẻ lạm quyền Ngày 14 tháng 8, tác giả Mai Luân có bài Bi kịch của những kẻ tham nhũng quyền lực đặng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt Theo tác giả qua các vụ án từ Nguyễn Văn Trưởng Hồ Duy Hải đến đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, nhàn AIC ta có thể hình dung tham nhũng quyền lực khi ăn sâu vào từng băng nhóm của đảng và nhà nước thì vòng xoáy của nó trở nên bất tận. Bi kịch không chỉ xuất hiện ở từng bị cáo, mà tội ác còn đến từ các cá nhân lẫn các tổ chức thực thi pháp luật ở các cấp. Tất cả lan thành bi kịch tập thể như một dịch hạch, hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Tác giả bình luận không khởi đầu cũng chẳng có điểm dừng. Cảm giác chung là bộ máy cai trị đấu tố nhau suốt năm suốt tháng. Khi công khai, lúc ngắm ngầm, một dạng cách mạng không ngừng giống như lý thuyết của Marx, nhưng lại biến thành các cuộc cướp giật, bao quyền lợi, bất tận. Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tháng 10 mới hợp, mà các cuộc đấu tố để giành ghế tổng bí thư đã được kích hoạt từ Trung ương 7. Và nay, tự nhiên rộ lên câu chuyện để thất thoát mấy ngàn tỷ hồi Sibutra thuê đất liên kề là lôi đại gia điếu cày, sân sau của tổng bí thư ra xử các chuyên án này đều đã được mọc râu từ chục năm nay tưởng trôi vào quên lãng nhưng nay lại lôi ra trước vành móng ngựa như để nhắc lại cái thở người đốt lò mới làm bí thư ở đất hà thành rồi sau đấy lên tổng bí thư ông mới làm thơ cố lên các chị các anh để tặng lê thanh thản tác giả cho rằng phản công cũng là cách phòng ngự nguyễn phú trọng chỉ đạo tướng tô lâm đẩy tiếp vụ thanh nhàn aic để làm rung lắc ghế của ai đó trong bộ tứ nhưng có vẻ không ăn thua. Cả Đức Quốc lẫn nước Mỹ đều phản đối không muốn giao nợp thanh nhàn và quân lính của thị cho Tô Lâm. Bên cạnh đó, tác giả nhận xét gánh nặng của vụ Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đang đè lên vai của cả Đại tướng Tô Lâm lẫn Bộ Chính trị. Trong cơn quẩn bách hiện nay, hai vụ án tử tù Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải để lộ bức mạng bí mật về việc thi hành án tử ở Việt Nam. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kẻ đứng trên đỉnh quyền lực nhưng rất bất an. Tác giả cho biết gần 5.000 người đã ký tên gửi đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, kiến nghị đòi hoãn thi hành án đối với Nguyễn Văn Trưởng và đòi ân xá cho Hải. 27 nước thuộc EU và 3 nước ngoài khối kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình của Nguyễn Văn Trưởng, coi đây là hình phạt tàn ác vô nhân đạo. Bản tuyên bố được đăng trên Facebook chính thức của phái đoàn EU và được khoảng 70 tổ chức cá nhân lan tỏa qua chức năng share. Tác giả đặt vấn đề có hay không việc thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh chỉ là vụ thanh toán nội bộ trong công an với nhau rồi đổ thừa để xóa dấu vết như đồn đại trên mạng. Với đà này thì chắc chắn đón Biden và nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ đã mở ra lối thoát về ngoại giao cho thể chế công an trị này. Bây giờ mới thấm thía đòn gậy ông đập lưng ông của chủ trương phá án nhanh để lên lon và lên lon nhanh bằng tham nhũng. Thị trường sau gạch loạn giá cũng bị tiết lộ ra bên ngoài. Tác giả nhận xét tâm sự của Tổng bí thư Trọng những ngày này thật nặng nề. Có lúc ông Trọng cũng muốn về nghỉ vui thú điện viên nhưng cũng không được, mà ở lại thì chắc gì đã xong. Đúng là bi kịch của những kẻ tham nhũng quyền lực vào hội quá gây cấn nội tình đất nước cũng đang vào hồi nan giải. Nó đòi hỏi phải thay đổi, phải quyền biến trong một thế giới, một khu vực, mọi thứ đang đảo lộn, không có gì là chắc chắn. Từ đỉnh cao của quyền lực, nhưng Nguyễn Phú Trọng nhiều lúc vẫn cảm thấy trông trên. Tổng bí thư có thể nghĩ mình đã trên tài ông Hồ Chí Minh. Cái động tác ông ngồi vào cái ghế ông già tại nhà sàn không hẳn là ngẫu hứng, lên đến đỉnh rồi nhưng bây giờ lại thấy khó xuống quá liệu ông Tổng còn níu kéo chiếc ghế ấy được bao lâu nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Bi kịch của những kẻ lạm quyền, thi vị hóa cái ác. Báo Tiến Dân ngày 12 tháng 8 có bài của nhà văn Phạm Đình Trọng nói về vai trò của nhà văn, nhà báo đối với xã hội và chính họ là người hướng con người trở nên tốt đẹp hơn. Hình ảnh bài viết trên trang Tiến Dân ca dao tụng ngữ dạy con người biết yêu thương, đánh thức tâm hồn để con người biết cảm thụ cái đẹp, biết mở rộng tấm lòng yêu thương. Mọi câu chuyện cổ tích đều dạy con người phải biết yêu cái thiện, căm ghét và xa lánh cái ác. Vì vậy từ ngàn xưa đến hôm nay, người già dẫn lớp người trẻ đi vào đời bằng những câu chuyện sử thi. Người mẹ, người bà kể chuyện cổ tích để dạy con, dạy cháu nên người. Văn học phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người xã hội loài người phát triển từ bầy đàn đến cá nhân. Cà dao tục ngữ sử thi, truyện cổ tích là văn học của thời con người chưa có cá nhân. Cá nhân còn lẫn lộn trong bầy đàn. Khi cá nhân đã tách ra khỏi bầy đàn, thế giới tâm hồn rộng mở của những cá nhân đòi hỏi phải có những thể loại văn học hiện đại, thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, bút ký, ký sự, vân vân. Văn học cũng phát triển từ lúc mọi sử thi ca dao truyện cổ tích đều là sáng tác của nhiều người, nhiều thế hệ dân gian nên khuyết danh và lưu truyền phi vật thể trong trí nhớ trong đời sống dân gian đến tác phẩm in ấn thành sách, thành vật thể của nhà thơ, nhà văn, nhà thơ, nhà văn xuất hiện từ đó. Dù hiện đại đến đâu thì văn học đích thực thì nhà thơ nhà văn chân chính vẫn là những người mang lý tưởng khởi nguồn của văn học dân gian của ca dao của sử thi của những câu chuyện cổ tích đánh thức tâm hồn con người hướng tâm hồn con người tới những giá trị thẩm mỹ biết yêu thương cái đẹp cái thiện cái cao cả biết cầm phẫn lên án cái xấu cái ác cái thấp hèn cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu vẫn luôn có cái ác và con người vẫn luôn ở ranh giới giữa cái thiện và cái ác giữa cái cao cả và thấp hèn. Vì vậy, cuộc sống vô cùng cần có nhà thơ, nhà văn đánh thức tâm hồn con người, hướng con người đến với cái đẹp, cái thiện, chỉ mặt cái ác, cô lập và loại bỏ nó dần ra khỏi cuộc sống, giúp con người đứng vững ở ranh giới khá mong manh giữa cái thiện và cái ác, giữa cao cả và thấp hèn. Nhưng chủ nghĩa cộng sản của ông Marx lại coi đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội loài người. Chủ nghĩa cộng sản khẳng định sứ mệnh lịch sử của con người là đấu tranh giai cấp và hạnh phúc làm người là đấu tranh giai cấp. Hình ảnh nhà văn Phạm Đình Trọng Học thuyết đấu tranh giai cấp sắc máu của ông Marx được ông Lenin gia tăng thêm nồng độ sắc máu, đẩy con người vào những cuộc cướp bóc và bắn giết bất tận, nhân danh đấu tranh giai cấp những cái ác của Cộng sản mang tên bạo chúa Stalin, bạo chúa Mao Trạch Đông, đồ tể Bon ở tầm thế giới, ở tầm nhân loại đã đi vào lịch sử thế giới và nhiều người đã biết. Nhận đồng lương hậu hĩnh từ thuế của dân, vũ khí hiện đại trong tay cũng từ tiền thuế của dân. Công an là lực lượng công bọc của dân, được dân chăm bẩm tốt nhất qua nguồn ngân sách lớn nhất dành cho công an. Vậy mà Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã huy động lực lượng lớn, công an, dàn thế trận, cầm khẩu súng, dân trao, xả đạn vào gia đình người dân đoàn Văn Vương chỉ vì gia đình người dân này có tranh chấp đất đai với chính quyền. Một tranh chấp dân sự rất bình thường và rất phổ biến đang diễn ra ở khắp nơi trên đất nước những năm tháng này. Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng chỉ huy cảnh sát cầm khẩu súng dân trao xối đạn vào dân là một tội ác của một thời cộng sản đã gây ra nhiều tội ác với dân. Tội ác của Ca và Trọng chỉ huy cảnh sát bắn dân còn lớn hơn tội ác mà Ca nhận hối lộ 35 tỷ đồng chạy án cho tội phạm và còn lớn hơn tội ác Trọng móc nối với xã hội đen để đưa tội phạm Dương Chí Dũng anh trai của Trọng trốn ra nước ngoài. Nhà thơ nhà văn chân chính là người mang lý tưởng khởi nguồn của văn học dân gian, của ca dao, của sử thi, của những câu chuyện cổ tích đánh thức tâm hồn con người, hướng tâm hồn con người tới cái đẹp, cái cao cả, chỉ ra cái ác, cái thấp hèn để con người giữ mình. Nhưng ác như đổ hữu ca, dương tự trọng, mà lại có người được coi là nhà báo viết bài tri âm tri kỷ với cái ác. Có người tự nhận là nhà thơ, mà chụp ảnh bá vai bá cổ với cái ác, đánh đù với cái ác, hí hưởng bầu bạn với cái ác, tán tụng cái ác, mang ngôn từ mỹ miều, làm thơ, đánh bóng cho cái ác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê với bản tin Thi vị hóa cái ác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm đề.